Vào tối ngày 6 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung Nguyên Legend đã chính thức giới thiệu bộ sản phẩm cà phê năng lượng mang tên Trung Nguyên Legend Capsule, viên nén cà phê răng xay đầu tiên và duy nhất trên thế giới có lớp vỏ bảo quản làm từ chất dẻo sinh học, có thể phân hủy và khả năng ngăn hoàn toàn oxy xâm nhập. Với ba hương vị gồm thiền, roman và ottoman, đại diện cho ba nền văn minh cà phê trên thế giới. Sản phẩm Trung Nguyên Legend Capsule mang đến những hương vị cà phê thanh tao, đậm đa vừa đủ cho người tiêu dùng khác biệt với đa số những loại viên nén khác hiện đang có trên thế giới, với vỏ bọc làm từ chất liệu nhôm aluminum và nhựa plastic có thời gian phân hủy từ 150 đến 500 năm, và sản phẩm Trung Nguyên Langen Capsule làm bằng chất liệu bio, chất dẻo sinh học thân thiện với môi trường, có khả năng phân hủy trong môi trường đất với thời gian 18 tuần. Đặc biệt, chất dẻo sinh học này có khả năng ngăn chặn đến 99% quá trình trao đổi khí giữa bên trong và bên ngoài của viên nén cà phê, giúp giữ được trọn vẹn hương vị tươi ngon, đậm đà đặc trưng của cà phê rang xay trong suốt thời gian sử dụng. Hiện sản phẩm Trung Nguyên Legend Capsule đã hiện diện tại các chuỗi không gian của Trung Nguyên Legend E-Coffee trên toàn quốc với giá dao động từ 150 đến 185.000 đồng một hộp.